đúng rồi, đấy đúng là nhìn thấy rõ luôn. Xem sao quá nè, xuống nào vậy xỉ. Đúng rồi, đấy đúng là rõ luôn. Đúng rồi, đấy đứng là nhìn thấy rõ luôn. Cảm ơn bạn tên chào Wale Suaventu. Thật vui khi thấy nhà yến của tôi được chủ én phản hồi. Và trong 2 năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Và tôi nói điều tốt nhất ở trung tâm xoa lâu của Suaventu. Tôi đến từ Việt Nam đã vô cùng ngạc nhiên khi đến trung tâm chim én Suaventu. Khi nhìn thấy một con chim én như thế này, âm thanh tuyệt vời, công cụ tốt và khoa học nuốt rất tốt nhất. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình Việt Nam, những người nuôi yến Việt Nam nói rất hay.